có phải cứ bị chó cắn là sẽ cần tiêm phòng dại? Chào mọi người, lại là Rosicat đây. Bị chó cắn không phải là trường hợp quá xa lạ, nhưng nếu không được sơ cứu đúng cách và có biện phù hợp thì người bị chó cắn có thể sẽ nhiễm trùng, mắc dại, uốn ván. Sơ cứu khi bị chó cắn như thế nào? Làm sạch vùng da bị chó cắn, bạn cần nhanh chóng rửa thật sạch vùng da đó bằng xà phòng dưới vòi nước chảy để loại bỏ vi trùng. Bạn không nên chà sát mạnh, sát trùng vết thương. Bạn có thể dùng cồn đỏ để sát trùng vết thương. Hãy dùng bông gạc thật sạch để thấm bớt cồn nếu đổ ra quá nhiều. Không dùng khăn bẩn để lau sau khi sát trùng vì có thể gián tiếp gây nhiễm trùng vết thương. Cầm máu vết thương nếu vẫn còn chảy sau khi làm sạch sát trùng, bạn có thể để gạc lên giữ vết thương. Nếu máu vẫn chảy hãy tăng gạc. Chú ý không gỡ gạc ngay sát vết thương vì có thể khiến cho vết thương đổ máu trở lại. Sau khi đã cầm máu thì hãy băng lại để tránh nhiễm bụi bẩn gây nhiễm trùng. Nếu máu chảy nhiều, bắn thành tia thì hãy garo vết thương và nới lỏng sau 5-7 phút garo và đưa đi cấp cứu ngay. Vậy khi nào cần tiêm phòng dại? Không phải cứ bị chó cắn là sẽ phải tiêm phòng dại mà sẽ dựa vào mức độ vết thương. Bạn sẽ cần phải tiêm phòng dại ngay nếu chú chó lên cơn hoặc có biểu hiện nghi bị dại hoặc không theo dõi được con vật đó. Vết cắn ở đầu, cổ, mặt, bộ phận sinh dục, đầu chi, ngay cả khi bị xây sát nhẹ. Vết cắn sâu, nguy hiểm, tại nơi bị chó cắn đã có trường hợp bị dại, có xuất hiện chó dại. Những trường hợp sau sẽ chưa cần tiêm ngay và chỉ cần theo dõi trong 15 ngày, sau đó cần sẽ tiêm. Vết chó cắn nhẹ, không sức sát lớn, cắn ngoài quần áo chỉ sức nhẹ bên trong. Con vật vẫn sống bình thường, khỏe mạnh, không phát hiện bệnh dại tồn tại trong khu vực sống. Trong thời gian nếu chú chó bị ốm, chết, mất tích, giết mổ thì bạn cần tiêm phòng dại ngay. Sau 15 ngày kể từ ngày chó cắn mà nó vẫn khỏe mạnh thì không cần tiêm phòng dại. Chưa ai dám khẳng định những vật nuôi đã được tiêm phòng dại là có thể không phát dại. Do đó, bạn cần chú ý những trường hợp trên để biết có cần tiêm phòng dại hay không.